Một ngày mai khi nắng lên xanh ngời, chào ngày mai sẽ đến cùng giấc mơ. Lòng chợt thấy nôn nao, tương lai sẽ thế nào, thành công hay không nên bắt đầu từ đâu. Đừng ngại chi, đã có chúng tôi, người mang đến những ánh sáng cùng ước mơ. Bạn sẽ có những ước muốn, những vinh quang không ngờ. Còn người chi bạn ơi, tại sao không đến với chúng tôi? Du học tân đại dương, đi khắp phương trời. Du học ngày mai, tương lai tràn trên đôi tay chúng ta. Du học tân đại dương, mang đến hy vọng cho bạn niềm tin, cho bạn ánh sáng của ước mơ. Du học tân đại dương, thế giới trong tay bạn. Du học cùng tôi, cùng bạn bè trên khắp năm châu. Du học tân đại dương, đem đến những khát vọng. Nếu muốn thành đạt, hãy đến với chúng tôi. Du học tân đại dương. Một ngày mai khi nắng lên xanh ngời, chào ngày mai sẽ đến cùng giấc mơ. Lòng chợt thấy nôn nao, tương lai sẽ thế nào, thành công hay không nên bắt đầu từ đâu. Đừng ngại chi, đã có chúng tôi, người mang đến những ánh sáng cùng ước mơ. Bạn sẽ có những ước muốn, những vinh quang không ngờ. Còn ngại chi bạn ơi, tại sao không đến với chúng tôi? Du học tân đại dương, đi khắp phương trời. Du học ngày mai, tương lai tràn trên đôi tay chúng ta. Du học tân đại dương, mang đến hy vọng cho bạn niềm tin, cho bạn ánh sáng của ước mơ. Du học tân đại dương, thế giới trong tay bạn. Du học cùng tôi, cùng bạn bè trên khắp năm châu. Du học tân đại dương, đem đến những khát vọng. Nếu muốn thành đạt, hãy đến với chúng tôi. Cho tương lai bạn mãi sau, cho vinh quang ngày tươi sáng. Một ngày mới đang đón chờ, nào hãy bước bên tôi bạn ơi. Du học tân đại dương, đi khắp phương trời. Du học ngày mai, tương lai tràn trên đôi tay chúng ta. Du học tân đại dương, mang đến hy vọng cho bạn niềm tin, cho bạn ánh sáng của ước mơ. Du học tân đại dương, thế giới trong tay bạn. Du học cùng tôi, cùng bạn bè trên khắp năm châu. Du học tân đại dương, đem đến những khát vọng. Nếu muốn thành đạt, hãy đến với chúng tôi. Du học tân đại dương. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ.
hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.